Bye.
Thank you.
Và tiếp theo chương trình xin mời quý vị tiếp tục thưởng thức một bài hòa tấu nhạc cụ và dân vũ. Xin quý vị khán giả phía trước chúng ta thông cảm lùi lại 2-3 bước để nhường lại không gian trình diễn cho các nghệ nhân ạ. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Đều đã nhận ra đây là giai điệu của bài hát nào. Quý vị có thể vỗ tay theo cho
rất vui giống như anh Hải đang đứng cạnh tôi. Đây là hai bài hát rất là quen thuộc đối với người Việt Nam. Vâng, một bài hát hết sức quen thuộc và chúng tôi muốn nói rằng là cồng chiêng hay là đàn trưng của đồng bào Mana cũng rất là uyển chuyển. Họ có thể chuyển những cái bài hát hiện đại vào với những cái nhạc cụ rất là truyền thống để truyền tải một cái giá trị thẩm mỹ đến với cộng đồng của mình một cách dễ dàng hơn. Vâng, xin cảm ơn các nghệ nhân, xin cảm ơn quý vị khán giả. Chúng ta vừa nghe hòa tấu với phần hỗ trợ của các nghệ nhân nữ trong các vũ đạo với bài Như Cô Bác Trong Ngày Vui Đại Thắng. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn quý vị khán giả.